chết cha, chết cha, quên đổi bèo. Giả bộ thôi chứ mẹ tao cố tình đó con. Con này mẹ chỉ cần lên level 2 thì đủ gan, có cái giày để gan rồi. Đánh mày cái lấy tiền. Mày đánh tao đau vậy? Mẹ tao đánh mày lại hai cái nó nhiều tiền hơn. Mày được 3 vàng, nó phải được mười mấy vàng. Tao được 8 vàng mày. Minions have spawned. Sao đúng nhanh thế? Người là ơi xin chúng tôi. Người đời. Mày ôi mấy giờ nó quýnh tao đau quá vậy. Tên tên quay xong hay lắm. AD mới tóc biến rồi nè. À, vậy tao ganh giờ mà dài ra giờ. Rồi, anh cấp xong rồi nó ra rồi. Quất nó. Đây tôi nghe rồi nè. Nó vừa vô đâu cần lắm. Mít rồi. Luôn luôn ở đây nè. Gì cái động nè. Rồi là giết nó. Tờ. Chưa được. Ôi đậu à. Ai giết. Chết thì con chó dại sao con rừng nó ở đâu tưởng có mình lulu chứ. Thôi nát rồi, thôi nát rồi, bắt cặp tên ngu quá.
nó là nó mất tiếng. Chết đi. What the fuck nó here kìa. Để mẹ tưởng chết tao nhường mẹ AD cuối cùng nó sống luôn. Nó nhường thằng AD ăn. Mẹ nó sống luôn kìa. Có thằng đéo chưa về à? À con Lulu nó ra. Chết bà. Ai chết rồi. Nó tha mãi đây nó bắt. Rừng cam thế này ghê. Cam trên đấy. À, 40 giây nó xuống, âm blue nó xuống. Chưa hồi lát rồi nhỉ. Sao hồi kịp? Nó xuống là nó hồi luôn á. Hồi hồi. Khi tông ừ cây nó kia rồi cướp rép nhưng mà chim trước đi nói gì vậy ủa giật cái kìa. Con dây xô này dưới nha. Chạy ra tăng con tiếp. À lốc tăng tốc của ta, tăng tốc của ta. Lẹ. Đỡ mẹ. Rồi xấu rồi kìa. Trước là tao hồi anh ti luôn. Dưới không kịp. Nó hồi siêu rồi chứ không kịp. Thôi vậy là được rồi, vậy là ok rồi. Ôi chuột bể kìa. Rồi ra anh boss tiếp nè. Sao không tiền à? Ráng đép đép đi. Rồi ta xuống nè. Nhúc nó. Tao đập mày luôn á Lulu à. Chạy cái cục giúp tao nè. Ôi về. Trời.
mang chỗ không? Có hồi sinh đúng không? Ờ. Đinh. Rồi từ từ hồi nghe cái băng chuột. Đập lu lu. Ê tao tăng vô đó có đồng hồ cát nè. Từ từ từ, ờ đồng hồ cát mày búp búp e tao nè. Búp 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 búp. Cứu 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 cứu. Nó không chịu về luôn kìa. Không chịu về thôi tao tăng tốc lên tao giết nó luôn. Đi đâu? Chạy. Cây nó ra đây kìa. Cấp chim mày tiếp. Hàng này đang bật trên lên trên mà. Xanh quá. Nó chết giờ. Đợi tao chứ, đợi tao chứ, đợi tao chứ. Nó về giờ nè. Đi ơi, lẹ lên đi rồi, chạy nó. Đến tóc biến nè. Tóc biến nè. Tóc biến. Không tóc biến hả? Tóc biến thôi. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Nè, nè. Xì mai cái lấy axit nè. Nó đồ. Mì vậy. Tao lây á rồi sao? Con mẹ mày tông cả gần chết. Múa, múa. Múa hả mày? Cay không, cay không? Cay không? Karim là phải xanh như vậy. Không, team 14 mạng có mặt 13 mạng luôn. Để nó mới chết. Cái mà nào quá. Nước mắt đâu? Lên 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 mẹ, lên đồ hỗ trợ hết mẹ rồi. Phá, 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 ra đây coi chưa? Phá, phá, ra đây luôn, ra luôn. Phá, 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 phá. Như con ác quỷ. Cướp xong rồi xuống nó chơi nó.
Đấy, cứu ra đây kìa. Ấy địt con mẹ mày. Má con chó đất làm tao delay không xuống được. Cút mẹ mày luôn đi, ganh cho mày nãy giờ. Rồi, chết đi thằng nhóc. Đỡ được cái cục trước nè. Mày bóp cho tao đánh AD. Bóp cho mày thì giờ tao đánh AD được không? Rồi chết đi. Dạ. Mẹ, đã đéo muốn xìm ai rồi. Lầy. Tao giàu quá mày. Mày thấy mẹ chỉ lần hát phải không? Chỉ lần không có hỗ trợ được mẹ. Mẹ ganh ngu vờ lờ ra lấy mẹ hỗ trợ. Phải có thằng ganh hai mới hỗ trợ được chứ. Ganh thì ngu. Tao di chuyển ngay vậy thôi, tao di chuyển hỗ trợ. Tao di chuyển ai em, mày di chuyển ai mày chỉ việc đứng mày búp mày lấy assist thôi. Lấy cái tay lè bóp tay nó cầm chứ là cái gì ra như bỉ. Cái level gầm hay cái ring nó phải như thế. Yếu. Đây, thấy nó nè. Chết rồi, sống gì. Mà AD mình nó chết liên tục. Chạy đó, mẹ nó chết, nó có gì nè. À hi hi. Giết nó bỏ, cháu. Hai mạng đứng trước mặt vậy mà không ăn. Bật gót sớm. Đánh cái này xuống rồi xuống. Thôi. Hai cái tâm lý luôn. Đánh đi. Đánh đi. Rồi đánh đi. Dạ. Đủ má nó kìa. Không chết nhưng ba má này. Đi về đây. Để nó lại. Em chóc rồi đó mình về đây. Đừng ở đâu ra. Mày. Đừng như vậy cái động chạy như cái máy. Đợi đấy. Giờ đến top này. Cho nó về phá đi thì đứng nhây nhây thì tao đang bật tăng tốc tao qua. Mày núp đi đâu? Núp đi đâu? Chịu rồi chứ sao? À con chó này. Thôi đi đi thi rồi, đổ mà đông lắm thi rồi. Ủa vậy? Đâu ta. Đéo thằng nào làm gì mày? Thằng này dám làm gì mày? À đây này, hàng AD này, búp tao cái là chạy lũi vô tông AD chết này. Ôi! Má có quật ở đây à? Cái nào Như hả? Hả? Như lại qua làm gì vậy? Nó một cam rồi. Theo
gỡ nhau à? Đấy. Chơi là góp mặt rồi mẹ hết 90 mẹ 95% số mạng của team này. Không đã có tiền đẩy quên công ty luôn. Chuẩn bị này thế ơi. Từ từ. Rồi bóp. Còn mà mày có lulu trước. Có cũng kích tao này. Từ từ. Tao lấy đà tao vô chứ. Cái level của chồng là cái level thì à. Thấy thấy ghê không? Lừa một lulu liền. Mẹ nó mau bỏ gì mà chỉ biết cái tao quá. Thấy không? Đáng liền. Mẹ người cầm hay cái rim nó phải như vậy. Nghe cái mẹ Zilin nãy tao cũng búp kinh vậy. Tao búp như là đến quẩy mát quẩy lên nói về cái độ búp thì mẹ thằng nào cầm Zilin mà không búp được. Nó cầm còn hay hơn mày nữa. Đâu mẹ. Cầm mà cầm Harry móc chó ganh ngu. Đánh không hỗ trợ cái gì đổ mất cái mạng của team vừa rồi là bố mày hỗ trợ không? Nè nè nè, cái đêm đâu? Đây gì hết mana rồi. Blue nó đã. Tao có ping à? Hãy tự nghĩ ra. Gì nó bắn chết cha đó. Đồng lửa thôi. Tao mấy trăm mấy kinh nghiệm nãy giờ tao chưa bóp luôn mày. Bóp cho nồng rỡ đi. Bóp cho thằng nào bóp đi. Thấy tao quýnh đầu mà Zilin không? Có ai quýnh Zilin như mày không? Bế đầu gì biết. Từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, mẹ ra tới Indonesia. Này thì mẹ bắn. Thấy không? Cắt bếp cái rim rồi. Tâm phát chết luôn. Mày thấy anh mới cơm bát ở dưới Campuchia bây giờ anh xuất hiện mẹ. Mặt tại Lào, để hỗ trợ ra gắt. Thấy không? Bây giờ mẹ anh đang chạy qua Đông Timor nè. Anh thấy mẹ Đông Timor anh kéo qua tới mày liền thấy không? Cái lồn gì thế? Thằng Thi mẹ rào mày đâu không bút bút cho mày đi. On ta lấy R. Bùm chết chết cho xua. Chết. Mới chỉnh chữ E à, chưa chỉnh từ cái R. Nó đánh như vậy đó. Hỗ trợ mẹ khắp Đông Nam Á. Cộng hai cái rim, tao phải chơi như vậy. Cộng hai cái rim, nó mà đúng phải vặt luôn, đéo làm được cái gì. Tao tông phát chết thằng. Nhưng anh nhìn thấy anh trên bản đồ, anh nhìn thấy trên bản đồ là bốc hơi, không có nói nhiều. Cả 6 món mà bốc hơi là mình thấy ghê không? Đấy, chưa cần mày búp. Bỏ ăn để đi, bỏ ăn để đi. Bỏ ăn đó, bỏ ăn đó, búp cái thôi khỏi cần luôn. Đợi mày búp. Mất sáng. Cái gì?
gì nhá. Đụng má nào là thằng đó đứng bắn đâu à? Bị chó này. Kìa thằng ra gác nó quýnh ra bên Lào kìa, quá không tới mà tới Lào liền thụ mà băng qua Singapore. Bóp. Bóp. Búp sớm thế. Rồi mày chết đi. Trời ơi. Ây da. Tao quen là tao còn đó rồi kìa. Rồi mày không, mày đánh nhau bên Lào giờ tao xuống tới mẹ. Mỹ Tho luôn nè. Mỹ Tho, ấy chết mẹ rồi. Phèo đó, đồ Mỹ Tho. Mỹ là đồ quá. Nó hè được rồi. Ôi má lắp bắn ông thầy mạnh kia. Ôi má đồ nhiều lắm mà sao bắn ông thầy đó kia vậy. Chiều chiều ra đứng. Con này sớm gặp gì là nó chế. Chứ đậu má hỗ trợ mày bên Lào. Tới Campuchia giết anh. Đây mà mày không nhìn thấy. Hồi nãy giờ đổ má tao đéo tao kêu quên. Nâng cấp kinh nghiệm, lên level. Đấy. Má búp phát đấy gần đó. Cây kia level. Ủa sao tao bấm kinh nghiệm vậy đó? Lấy cái này ta. Giúp đó lên cấp tụ thiếu miếng đam mà. Chết cụ mày. Ra đi lang thang kiếm người thì tự nhiên có thằng đuổi đầu ra. Vô phá cái nhà lên chủ đi coi. Không chủ phá đi ra thì mai. Chơi không chơi. Cái đéo là phải sợ đó. Tông nó ra này. Nó đánh đầu kìa thì ơi. Nó tên như một con chó rồi kìa thì ơi. Đánh đi tao có hồi sinh mà mày lo cái gì biết. Thằng. Vô. Ê quỷ quỷ. Hồi sinh cái con cạc đủ quá. Hồi sinh con cạc. Chết mẹ mày đi. Chết mẹ mày đi. Cái này hồi sinh cho ta tao quẩy đéo chịu đâu. Hồi sinh cho mày là mày làm cái gì? Ốc chó. Chạy đủ mà làm sao tao còn tao. Ốc chó, ốc chó gì. Người không gì mình giờ chu Đức Kiệt mày không. Mày nét chỗ khác đi. Đúng rồi, mày nghe câu đó chưa? Mày là ai? Tao không quen mày, mày đi ra đi. Rồi, nam bà ròn. Hay lắm. Đậu mà mày thấy support ta le chặn đường chưa? Rồi. Nè, búp ta, búp ta, búp ta. Búp rồi, búp rồi. Đây nữa, đây nữa, đây nữa, đây nữa. Tao. Bóp từ gai. Tập lớn luôn kìa. Để 20 giây. À, không, kẻ mày ăn nó sớt, đừng có đánh nó sớt. Tao 13 giây nữa hồi chung quanh. Hồi đuổi nó ngoan. Tao 13 giây tao cũng có. Tao có bài bằng nhau á. Rồi kẻ nó đi, kẻ nó đi, kẻ thằng đấy đi. Rồi đây thằng này này. Con mẹ mày. Rồi từ từ đứng như này thôi, thôi.
mày đứng đấy, mày đứng đấy, tao bật trong này, tao bật ra, tao đi ra. Úp con mà mày. Yếu quá. Cái này mấy chó hết, chết mẹ, tao là người mẹ để nó chó. Đấy nó bắn tao kìa. Thôi thua á. Thôi giết chó top đi. Giết chó top đi. Giết chó top đi, nguy hiểm quá. Gia số lên khiên băng mà tao thông cái còn gần chết. Ôi mập AP à. Ôi mẹ thằng mập AP. Nãy giờ tao tưởng mập tăng. Giờ này số là có tác dụng. Gì nữa ta giờ. Lên đao thủy ngân. Mình có cần lên cung xanh không ta? Cung xanh tông là sớt không? Thì nó có đúng ngã sớt. Yasuo thôi kệ đi, khỏi nguồn thuốc. Chuẩn bị bắt đầu. Ellen Thúy ơi, con mợ mày, móng vuốt cái con cờ, móng vuốt này này phản xạ như này, tê đi. Ôn, ôn tì nè. Đồng nào nữa, tao đủ mẹ búp rồi nè. Đồng nào nữa. Quánh mày, quánh mày. Lên đi ơi. Trong nhà. Nó ở trong nhà mẹ rồi. À, con AD nó kìa. Nhiều lắm. Mày này với em chứ. Thôi được rồi. Tao thấy cái hồn. Rồi có giày rồi nè, có giày rồi nè. Úp. Trời đó. Má tông nhầm con Nasus rồi. Con chết mẹ. Rồi xong AD mình rồi, té. Chuôn. Rồi, bóp hồi sinh luôn nha. Mày không bắn mà cũng chết, Chạy đâu? Chạy đua không? Tối ở nhà nè. Xin lâu làm gì? Con mợ mày. Không có ra nè. Hồi đồng đó. Rồi ra ngoài kìa. Đồ mà nó chưa chết à. Mày chết, trời ơi, mất hồn tao duyên. Xin mình đã hết mana rồi. Thôi phá về được rồi, vui rồi đi về. Rồi, chết cha mày rồi. Không có sao. Mày thấy gì chưa? Lùi về, tao lên đao thủy ngân cái. Đao thủy ngân tông vui. Mẹ thằng chó AD này, để tới bố mày đủ quá đâu Thiên Ngân coi. Rồi đủ rồi Thi ơi, đủ rồi. Đây làm pha mà làm pha mắt tao đủ di chuyển rồi Thi ơi. Má nhiều đồ bốc quá. Làm pha surprise motherfucker.
Rồi, boss nè, boss nè, làm pha vui quá. Vui vẻ cái đi. Rồi, giờ tắm, lại. Rồi, lẹ. Con mợ mày. Ôi, tao đi ra đây. Má con này, con lù nó trâu đấy. Ủa, lù nó đâu lên, nó đâu lên giáp đâu mà sao nó trâu vậy? Không, tí tua lại chim coi. Ủa Lulu nó làm gì mà nó trâu vậy? 30 giây nữa có rồi. 30 giây nữa lại có rồi. Rồi 20 giây. Hai ngàn một trăm, hai ngàn mốt thì ơi. Thôi, năm giây thì ơi. Năm giây, từ từ. Nó sẽ từ xa tao vào. Nè, chuẩn bị ra, tao đi ngang người mày nha. Tao đi ngang người mày đó. Ok. Rồi, bắt. Con mợ mày. Chạy hả con chó? Chạy hả con chó? Tiếp, hey. Bao nhiêu anh em có nhìn thấy bao nhiêu anh em có nhìn thấy bao nhiêu không? Con mợ mày, con mợ đẹp mẹ thằng chó. À bố hồi sinh trụ bà nhà bắn nó cũng chết mà đúng không? Nhà bắn cũng chết đâu hồi sinh đâu đúng không? Hai ngàn một trăm có đủ di chuyển đây. Đó, tôi lại chuyên cho xem không? Không xa, tôi bớt một người, không chú. Your team has destroyed an inhibitor. 2001. 2001 được bao nhiêu đam? 1047 đam. Tiếp thi ơi, quá nữa thi ơi. Chuẩn bị. Phải có quạt trong nhà nó đã, tao mới lau vô được. Đây, tao cắm cho. Từ, mày chạy sau lưng, mày chạy tới á. Nè, búp đi, từ nha. Búp cái nữa nha, búp. Chạy. Sao nó giết mày được? Nó lấy cái mày, nó giết mày. Nó giết mày kiểu gì? Nó sợ mẹ thằng. Không sợ mày đụng. Mày còn hồi sinh hồi xỉu các kiểu. Con mà mày luôn. Ủa mà cái đồng thành tuổi rồi đấy. Nhào vô nhóc. Mày hồi sinh cho ai vậy? Đủ má mày. Con chó. Sốt vật. Bút ngu như chó. Bét di lần các kiểu đủ má. Bây giờ bút như con gà. Bét di lần bút như con gà. Đủ má lù chiếc bộ kia. Bét di lần bút như con gà. À rồi, AD nó mất giá. AD nó mất giá hồi sinh rồi. Bết di lần, di lũ, búp dưới con gà. Cái gì tặng cộng tốc độ di chuyển cho đồng đội nữa ta? Cái gì còn cái gì để cộng di chuyển cho đồng đội không? Không, cái 59 giờ hết cộng rồi.
Gì cộng cho đồng đội nữa mày, hết rồi hả? Hết. Đâu còn gì nữa hả? À, chuẩn bị. Nó không có rừng, Cái này đâu cộng nữa. Má không kịp. Ủa chơi, cái mắt ta la. Rình thôi giờ đứng rình đổ quá. Đi ra như một nè. Ra như một con gió. Ta la nè, Giả xô lên. Rồi nó đi rồi. Rồi nè, thấy nè, tao tới nè. Vô. Con phòng mày. Ủa đúng má nếu xin nhe cháy. Má nó xì lâu ghê quá. Má nó xuống lên tao rồi. Ông về tên cung xanh cái. Bỏ dạy kiếm nó lên cung xanh quá. Trong nhà chắc được 3k mấy luôn á. Ừ. Tí nữa mà nó mà win nó qua nhà mình cái là có thằng bốp hơi. Rồi 16 giây nữa thôi, móc đằng sau á, phải cắm mắt móc đằng sau. Nè 5 giây nè, từ phải thấy cái sai đằng sau. 4 giây nữa, 4 giây nữa. Rồi nè Thi ơi, chuẩn bị nè. Một hit kìa. Sao mày tao. Rồi thua rồi. Chạy đi. Hay lắm. Thằng này sẽ hết mana rồi. Chạy đi. Thôi, win. Thôi win đi mày ơi, đừng có đéo phá nữa. Win đi. Đánh win đi. Chạy vô tông nhà. Thôi, test mày đủ rồi, đéo chơi nữa. Thua đấy. Test vậy là vui rồi. Thi đủ má nhìn mày quen một vàng cái. Thằng nào sớt hết mana rồi đúng không? Rồi Thi ơi, 3000 tốc độ di chuyển Thi ơi. Rồi con Yasuo mày chết mẹ mày đi. Solo với tao hả con chó? Để đâm qua nhà phá nhà chết mẹ. Tại cái quy e nó chí mạng cái độ má. Trời ơi má lên một cực chí mạng cái à đồ. Mà cái này đâu chí mạng đâu. Có. Nó là bình thường mà. Đâu cái e nó không giờ chí mạng nữa vậy. Nó bình thường nó chỉ tắt hiệu ứng trên đầu đánh thôi. Mày bây giờ mày để cái em mày xì lâu nó sớt lại là xong. Win. Đừng búp tao nữa. Ủa mẹ lo búp mày không mà kêu... Giờ đó, kiểu giờ đánh win này kiểu khác. Ờ ok. Nãy giờ mày kêu búp mày mẹ mẹ tao có dám búp mà thằng nào trong một team đâu. Tao tao còn dám búp tao nữa mà. Ai cover mày nổi? Không chó. Nó sớt kìa. À, con này đang bị dí nè. Rồi, ok, win rồi đó. Bốp tao chạy cái. Rồi. Chạy đi đi. Tao chạy không nổi luôn á mày. Tao lết không nổi luôn á. Thua mày á. Nó xì lâu nhiều thế. Mày để cái khăn giấy thật đi, mày đừng có để cái khăn giấy thật dòng đam nữa đâu mày. À quên, tao có khăn sao tao không bấm ra. Có khăn nữa ta. Ủa, tao
còn chưa kịp đồng hồ nữa kìa, mày ăn nhiều chưa? Không, giờ tao đâm qua tao phá nhà, mày búp ra tao đâm qua tao phá nhà. Bây giờ mày đứng lại, đứng ở sông mày búp cha là tao đâm qua tao phá nhà được rồi. Mày lù lù giờ nó AB luôn kìa. Ờ nó không chịu về kìa. Nó không chịu về là có án mạng nè. Giết con Nasus, giết Nasus win luôn. Rồi win rồi. GG, bye nha. Rồi con chó này. Chạy đi. Chạy đi. Về. Chạy đi. Tao thiệt chứ mà tao sắm đồng hồ cát từ đầu tới giờ mà. Thôi đồng hồ cát thì cho có lệ đi, đồng hồ cát thì mở hàng đi cho tắt. Đồng hồ cát đi. Nhảy sắm đồ luôn nổ má. Lầy quá sắm đồ luôn. Ăn cơm hả? Ở nè. Ngươi ăn cơm. Ngươi. Cảm ơn. Đây. Lầy quá đáp. Người ta xin lần là phải như vậy. Nè tiền nè bà. Có được rồi. Mày này của con Châu. Thôi thôi mày đúng rồi, xem thi đánh hay cái rim mà quên xem Châu đánh hay cái rim mới thấy thi phải thật. Tất nhiên rồi. Mấy ông sao so tôi với nó được. So vậy so cập khiển quá. Trình thi so sánh với Zico God thì được.